Xin cảm ơn tiết mục văn nghệ vô cùng dễ thương của các con. Hy vọng ngày đầu tiên đi học và những ngày sau đó đều vui vẻ và đều đáng yêu như vậy ha. Cảm ơn các con rất là nhiều. Kính thưa quý vị, lễ hội khai giảng năm học 2018-2019 cũng đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị khách mời đã đến chung vui cùng nhà trường để cùng bắt đầu một năm học mới nhiều thành công. Thầy trò Westin Sài Gòn sẽ cùng trồng cây điều ước với những điều ước tốt đẹp về một năm học mới và sẽ cùng nhau biến những điều ước thành hiện thực. Kính mời quý vị đại biểu cùng quý phụ huynh cùng tham quan cây điều ước và để lại những